Xin chào các bạn ạ. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một sản phẩm được các cơ sở kinh doanh ưa chuộng và được mua nhiều nhất trong thời gian qua ha. Thì đó là máy sinh nhân thực phẩm tự động. Thì với cái khả năng sên được đa dạng một loại thực phẩm một cách nhanh chóng và tiết kiệm, linh hoạt trong sử dụng nhiên liệu, nên rất là an toàn và tiện lợi. Có thể gia nhiệt bằng điện hoặc là ga, than củi, tùy vào cái nhu cầu của khách hàng ha. Hệ thống đảo trộn tự động, tránh cháy khét, chất liệu là inox, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và tuổi thọ của máy. Thì máy sử dụng bộ biến tần nhiệt, dễ tùy chỉnh tốc độ quay. Chân máy thì khá chắc chắn, không rung lắc, không gây ồn. Thì hiện tại inox Hải Dương là đơn vị trực tiếp gia công sản xuất các thiết bị này. Thì nếu có nhu cầu các bạn hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969970328 hoặc truy cập website maytrongcongnghiep.vn, maytrong1.vn cũng được. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất để xem máy theo địa chỉ là 163/3 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo ạ.